Ông còn phá vỡ tình cảm của họ nữa. Ông này là bánh của ông đúng không? Tôi không cần nữa. Tôi ghét ông. Tôi không muốn chơi với ông nữa. Ê, bánh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Anh thua rồi nha. Rồi. Bây giờ em hỏi anh, trên đời này chuyện gì anh giấu mẹ từ nhỏ tới lớn? Đáy dầm. Nhưng mà về mà đáy dầm. Nè, chuyện này là chỉ có hai anh em mình biết rồi đấy. Ai còn biết nữa là chết với anh. Thì có nói cho ai biết đâu. Cái mặt bà là mặt gian lắm đó nhá. Chuyện này còn ai biết nữa. Cả cái xóm này biết bà bị thối mồm không chịu đánh răng á. Kỳ á. À, gì nụ? Làm gì hồi sáng giờ? Hai đứa uống có hai ly à? Mà ngồi từ sáng sớm tới giờ. Thôi đi về học bài giùm cái đi. Sao? Dì nụ giận quá vợ. Giận là sao? Ê, hay là dì nụ bị người yêu phụ tình gì? Ê, con nít con nòi, nói cái gì vậy hả? Ở đây có em con nhỏ lắm nghe chưa? Nói chuyện yêu đương là không có được đâu. Rồi đi về học bài đi. Ừ, thế thôi con về. Nói cho nghe nha, dì nụ này á, không bỏ người ta thằng thôi, chứ không bao giờ có chuyện mà người ta bỏ dì nụ, biết chưa? Ê, con biết rồi, thôi về khen đi. Dạ. Dì nụ, cho con biết sao dì nụ giận đi. Trời, nhỏ này, đi về. Con làm gì, con nít con nôi gì mà nhiều chuyện thế ớn à. Bực mình. Nụ, bộ giận tôi hả? Ai thèm giận. Cái mặt vậy mà không giận kìa. Thì tôi giận đó. Hẹn người ta mấy giờ? Xin lỗi nụ. Trong lòng Tài lúc nào Tài không nghĩ về nụ hết. Nhưng mà vừa xong việc, vừa định trả tới nụ, tự nhiên có khách hàng tới mua nhà. Không lẽ giờ người ta mua mà Tài không tiếp, rồi người ta không mua, rồi Tài và công ty bị phá sản thì sao? Nói bậy bạ cái gì vậy? Nụ à, Tài nghĩ rằng á, chuyện của chúng mình á, cũng đã đến lúc công khai cho hàng xóm láng giềng, bạn bè đồng nghiệp, và mình nên đăng Facebook cho tất cả mọi người biết đi. Nói nghe nè, Tài mới tìm được một mối bán like trên Facebook hiệu quả lắm, bảo đảm đăng lên cái có được 1000 like liền. Thôi cái này từ từ đi, khi nào thời cơ tới thì mình hẳn nói, chứ bây giờ mọi người ở đây nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện gì? Chuyện tụi mình là yêu thương đàng hoàng mà tối ngày lén lén lúc lúc Tài cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà chú có được. Sao không được? Thì tôi nói rồi đó, mọi người ở đây nhiều chuyện lắm, với lại tôi là phụ nữ còn con gái mà. Làm gì phản ứng dữ vậy? Không có gì hết. Nè, tôi hỏi á, nếu mà tôi không còn con gái á, thì có yêu tôi không? Cấm nụ nói vậy nha. Dù nụ có xấu như ma thì Tài vẫn thích, vẫn mê nụ mà. Sớm quá. Không thích thơ của Tài hả? Không có, thích lắm á. Mối tình đầu của nụ á cũng là một nhà thơ. Hả? Nhà thơ hả? Nó là thằng nào? Nó đâu rồi? Thì chết rồi. Vợ thứ mấy rồi? Vợ thứ mấy rồi? Tào lao quá. Thì sao? Chết trong lòng á. Người ta đi lấy vợ rồi. Vậy hả? Nụ à, nụ nghe Tài hỏi nè. Gì? Nụ có thương Tài không? Vậy Tài có thương tôi không? Không. Vậy đi về đi. Không, ý nói, ý Tài nói là con gái nó có là không, nó không là có đó. Nó con gái mà. Không, Tài ý, là gì? Ý Tài nói là tâm lý chung của những người đang yêu á, thường hay nói ngựa.
sao? Dù nụ có xấu như ma thì tài vẫn thích, vẫn yêu nụ mà. Nghe nè. Gì vậy? Tối nay coi phim nha. Đi sao không đi? Tài nghe nói ngoài rạp có phim Vợ tôi sợ hay lắm. Đi coi phim đó để mình học hỏi về sao. Vậy giờ mình đi nha. Chuẩn bị đi. Ừ, đợi xíu. Alo. Vậy hả? Ừ, tôi biết rồi. Nói nghe nè, công ty gọi Tài về gấp, có người mua nhà. Vậy hẹn nụ lần sau nha. Tạm biệt. Ai vậy? Winner. Winner ạ. Dạ. Đứng đây hồi nào? Con vừa mới đứng đây con. Nãy giờ có thấy gì không? Dạ không, con không thấy. Không con thấy nghe gì hết ạ. Không? Dù nụ có xấu như mà Tài đây vẫn thích, vẫn yêu nụ mà. Trời ơi. Cảm ơn nha. Bây giờ sao ta? Nhỏ nó biết chuyện rồi sao ta? Ủa con chào gì nụ? Ủa chuyện gì vậy gì? Thằng nhỏ nào? Có chuyện gì đâu. Con qua đây làm gì? Mua trà sữa đúng không? Hay là mua cà phê cho ba Tùng đúng không? Gì làm đi, đợi ủa, chút. Ủa, con chưa nói con muốn gì mà. Con nợ gì nụ? Qua đây làm gì nữa? Thì con giận mẹ con rồi. Con bỏ nhà đi. Hay là bây giờ con qua đây con ở với dì nụ ha. Cái gì vậy trời? Thì hết chỗ ở tự nhiên qua đây ở luôn là sao? Thì bây giờ con chỉ còn cách đó, dì nụ không cho rồi con biết sao giờ. Ủa? Sao là sao? Chuyện gì vậy? Thì chuyện là như thế này. Ê! Đồng ý đó. Muốn ở nhiều ở đây ở đi. Ê. Hai người có chuyện gì giấu con đúng không? Chuyện gì hả? Kể cho tôi nghe con. Bớt nhiều chuyện là nghe chưa? Rất giận mẹ rồi, mai mốt nó hết à. Dạ. Bây giờ đi về đi. Về đi, chút nữa dì đem trà sữa lên cho. Ba Tùng mới gọi điện thoại cho dì nè, kêu về lắm. Dạ. Đừng nghe chuyện nó về. Dạ, không về. Như một vị vua. Coi bộ hôm nay dì nụ lạ à nha. Dì nụ mà, lúc nào nhìn tôi chẳng lạ. Tại sao nhìn ông là phải lạ? Thì bà có nghe câu dưới cơ chưa? Sao? Dì nụ đang dưới cơ của tôi. Sao? Dạ. Ông nghĩ sao vậy? Dì nụ khét tiếng á, là một con người ha, khó tính nhất trong xóm mình á. Khó tính đến đâu ấy, thì bây giờ tôi nói cái gì dì nụ cũng phải chiều tôi thôi nhá. Sao? Tin nè. Ừ. Chắc chưa? Chắc. Chố mắt nhìn nè nhá. Quẩy lên đi. Dì nụ ơi. Vậy tự nhiên con đói quá, tự nhiên con thèm bánh su, hay là dì mua con ha? Đói bụng. Dạ. Thèm bánh su. Dạ. Tự đi mua mà. Chiều chèo đã đáng lên. Dì. Dì. Dì không mua con gì? Ờ. Thế bây giờ con đi, con vừa đi con mua xong con vừa rêu giao bài thơ á. Cái gì nhỉ? Dù cho có xấu như ma thì thôi tôi đi mua được chưa ông Tư? Alo tự ăn nhá. Không hiểu sao á, vui ghê chứ. Vui mà công nhận ông hay thiệt á. Bộ ông biết bí mật gì của dì nụ hả? Hiện tại ấy là tôi đang nắm giữ một bí mật của dì nụ. Wow. Và bây giờ ấy mới chỉ là bước 1 thôi, còn tận bước 2, bước 3 cơ nhá. Yeah. Rồi. Nụ. Nụ không thể để tụi nó hoành hành như vậy được chứ. Nhưng mà bây giờ tụi nó nắm hết rồi. Trời ơi, kiểu này chắc tôi bán nhà, tôi đi chỗ khác ở. Già đầu vậy rồi mà để cho nít ranh nó nắm đầu vậy. Không cần thiết. Để cho Tài xử tụi nó. Trời ơi, định đánh nó hả? Không, mình là người có học, không được phép bạo hành trẻ con. Chứ làm gì? Tài có cách.
Trời ơi, ông nói cho tôi biết bí mật của dì nụ coi. Từ từ làm gì mà cứ sồn sồn lên. Không được, không có từ từ được. Rồi bây giờ ngồi xuống ngoài này nói đi. Dạ. Nói chung là bây giờ chỉ là bước 1 thôi. Bước 2 này. Dì nụ ơi. Cô nụ đâu rồi? Cô nụ đâu? Cô ra đây gặp tôi nè. Hai con này bác Tài. Thấy cô nụ đâu không? Dì nụ ơi, có người ấy đến kìa. Cô nụ đâu? Tôi nè. Cô nụ. Có chuyện gì? Tôi chịu hết nổi. Cô trả lời cho tôi biết đi. Tại sao? Cô hứa tôi như thế nào? Chuyện tôi và cô chỉ hai người biết thôi. Trong lúc tôi đi lại đây, tới đâu đường người ta xi xăm chuyện tôi với cô là sao? Cái gì mà ơ? Cái gì? Có người thứ ba biết chuyện của mình hả? Chứ còn gì nữa? Vậy là do anh rồi. Tại sao do tôi? Tôi có nói với ai bao giờ đâu. À, là tại vì anh làm thơ làm thưởng tặng cho tôi nè, để người thứ ba người ta biết được, rồi người ta loan tin ra. Cái gì mà ơ? Tôi nói cho cô biết nha, tôi đã hứa cô tôi không nói là không nói, chỉ có cô nói thôi. Cái gì mà bây giờ tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Tôi cũng không muốn nhìn mặt cô nữa, tôi chịu đựng cô quá đủ rồi. Vậy thì chia tay. Gì mà ơ? Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Chào hai con. Chào bác. Được không? Vừa lòng với người chưa? Dạ. Tụi tôi chia tay nhau rồi đó, vừa lòng chưa? Nhưng mà con tưởng dì nụ với cả bác Tài đang yêu nhau mà. Đúng. Chúng tôi đã yêu nhau được vài tiếng và bây giờ chúng tôi đã chia tay nhau. Vì đâu? Vì một tên nít ranh nắm được chuyện của tụi tôi, làm cho chuyện tụi tôi tan nát hơn. Trời, vậy cái người con nít ranh mà dì nụ nói là ông á, ông ấy nó. Nó đó. Tôi không thể tin được là ông còn nhỏ như vậy mà ông có thể nói dì nụ dưới cơ không? Rồi bây giờ ông còn phá vỡ tình cảm của họ nữa. Ông này là bánh của ông đúng không? Tôi không cần nữa. Tôi ghét ông. Tôi không muốn chơi với ông nữa. Ê, mày Thi. Dì nụ con... Thôi, đừng có nói gì nữa. Nhưng mà dì nụ phải nghe... Hãy để cho tôi một mình đi. Nhưng mà dì nụ... Tôi đau đớn như vậy là đủ rồi. Nhưng mà dì nụ à, con cái này là con đùa với dì nụ thôi mà. Con đâu có biết hậu quả nó to chuyện như này. Đùa cái gì mà đùa. Chị tình cảm của người ta mà lấy ra đùa. Bây giờ tôi chia tay rồi đó, vừa lòng chưa? Đi đi. Đi đi. Dì nụ đưa con xin lỗi mà. Nụ thấy chưa? Nụ thấy chưa? Diệu kế của tôi thành công rực rỡ. Hay quá à. Ê, nhưng mà lỡ như không phải winner mà một người khác biết nữa thì mọi chuyện của mình lộ ra làm sao? Lộ ra hả? Lộ thì lộ, tôi đâu có sợ. Thấy ghê quá hả?